Rồi, em xin mến chào quý anh chị nha Đó, kênh đất và điện tại gia đã phong hòa Đó, xin mến chào quý anh chị nha thì hôm nay em đang đứng thuộc uh, quốc lộ ống tháo 56 xã hòa long Đó, thành phố bà rịa quý anh chị nha thì uh, vị trí của mình là em đang quay ra đường quốc lộ 6 sáu nha anh chị đây là ngay cái vòng xây vòng xây ấp bắc nha vòng xây ấp uh, bắc đường mua sòi á của xã hòa long thành phố bà rịa nha quý anh chị Đó. thì hôm nay các em có sản phẩm là cách cái vòng xoay này là tầm 300 m quý anh chị nha Đó. đây vòng xoay là vòng xoay bắc này sau là đón đầu cao tốc là xuống đây nha Đó. hướng này đi thẳng về ngã ba long sơn nha quốc lộ mốt nha quý anh chị đi tầm năm sáu km Đó. còn hướng này là về Hòa Long thành phố Bà Rịa này về vòng xe Hòa Long về thành phố Bà Rịa quý anh chị nha đi tầm 2 km nha đó còn hướng này là em đang đi đây là đi về hướng châu đức đó suối nghệ châu đức rồi ngã giao cái thứ như vậy ha thì xong rồi câu tốc là mà cái mí này là ngay đầu cao tốc nha quý anh chị đi lên cao tóc là ngay đây nha đó, thì anh chị nào mà mua miếng này để đóng chào câu tốc thì rất chỉ là ok nha đó đóng đầu cao tốc quý vậy chị ha đó, thì từ vị trí này đi vào tầm mấy trăm mét là khoảng độ hai trăm ba trăm mét là đến với chị ha đó, từ cái vòng xe áp bắc nếu mà đường chim bay á, là đi tới đất mình chỉ có 300 m thôi chút nữa ông quay cái quy hoạch luôn cho anh chị xem nha đó, đây quẹo vào đây từ vòng xe áp bắc tới khoảng độ tầm hơn trăm mét ta quẹo phải vào đây nha đó, đường này là đường nhựa anh, anh chạy đường nhựa thông nha đường này anh chị đi thẳng là chợ qua long được luôn quý anh chị ha ra đường tính lộ 52 á là đi thẳng là chợ qua long luôn đi đường này nha đó, nhưng mà đi vào mình đi vào đây khoảng độ 200 m thôi là mình quẹo phải là tới lô đất của mình nha lô đất của mình là rộng 800 m đó để em quay cho anh chị xem nè đây được cái là đường nhựa khu dân cư đông đúc luôn chút nữa em sẽ quay phải là cam cho anh chị xem chi tiết luôn nha khu vực này em bao anh chị là không có mồ mã gì luôn nha không có mồ mã đó, không có mồ mã gì luôn nhưng quý anh chị điện trên nước âm luôn nước thì cục thoải mái quý anh chị ha xài hết ga luôn mà đây được cái là đất đỏ ba gian anh chị làm vườn trồng cây ăn trái hoặc là đóng đầu cao tóc làm nhà xưởng cũng ok nha. À, đây mấy đất của mình nè. Từ mấy này đi thẳng là tới cái mấy nhà này luôn nè. Đây tới mấy này luôn nè. Đó à, khu dân cư nè. À, à, mấy đất mình từ này đi qua ngay cái cọc này quý vị ha. À, ngang là 20 mét nha. À, ngang 20 mét. À, khu dân cư này quý vị ha. Toàn nhà lầu xe hơi không. À, từ đây đi thẳng vô là 30 mét nha. Ôm theo cái mấy nhà này. Đó, đi lên ngang 20 sau sau 30 nữa hậu 30 mét quý anh chị ha trong này là có 160 mét thổ cư đất đỏ ba Giang rồi anh chị trồng cây ăn trái rất là ok nha được cái là sát cầu tóc luôn đây nè đường này đi thẳng ra cái em quay cho quý sẽ xem đó nè, thuộc nó nói lại là thuộc xã Hòa Long huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa huyện à, xã Hòa Long thành phố Bà Rịa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quý anh chị ha vị trí của mình là cách uh, trung tâm của thành phố Bà Rịa đi tầm 5 km là đến nha cách chợ Hòa Long đi tầm một uh, km nha anh chị là tới chợ Hòa Long nha Đó. Rồi, đây là cái đất của mình đây nha em quay phải là cam cho anh chị xem nè đất mình là dung dứt rất là đẹp bên trong có cái xưởng lớn lắm nha À, vậy nè mình đặt, đỏ bà giang mà trước cũng có nhà sau cũng có nhà bên hông cũng có nhà luôn nha còn ở phía bên này cái 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 vườn là cây sao nha anh chị đó, rất là đẹp nha mát mẻ anh chị mà ở đây là đúng nghỉ dưỡng luôn nha đó, anh chị trong này có cái xưởng các thứ em thấy cũng đông nha quý anh chị đó, dân cư ở đây là kín luôn nha sang sát gọi là sang sát luôn đó anh chị thấy không đó, đây là hướng thẳng ra là phường Long Tâm thành phố Bà Rịa quý anh chị nha ừ uhm. à đó, khu dân cư đông đúc đó đây cái vòng xe áp bắc sao cao tốc xuống ngay đây quý anh chị nha rất chi <laughs> là gần nha đó, anh chị mà mua miếng này đóng đào cao tốc là quá chị là ok luôn giá chỉ có 4 tỷ 2 nha à, đất chị. của mình này đó, à, đây là cái ngang mà mình chính mặt tiền nha một cạnh là 30 mét chín nở hậu là 28 mét nha. đó, 28 mét nha đó, cạnh này khoảng độ tầm 30 mét luôn quý anh chị ha đó anh này để em dùm lại quý anh chị thấy nè đây nha, tại vị trí mình đây nha, anh chị đi xẹt ở đây đó, à, anh chị thấy cái vòng xe lớn lớn này là gì không? Là cao tốc lại xuống đây quý anh chị ha à, Anh, anh chị cứ đi vào à, mấy kênh mà hướng dẫn cái hành trình của cao tốc à, biên hộng tàu á Là anh chị xuống ngay cái vòng xe áp bắc này nè à, Là em có quay cho anh chị xem đó Là cao tốc, dường dẫn cao tốc là xuống ngay cái vòng xe áp đắc áp bắc này quý anh chị ha à, Một hướng là đi về à, ngã Ba Long Sơn Hướng ngược lại là à, ngã Ba Long Sơn còn... À, đi về quốc lộ 51 đó còn hướng này là đi về thành phố Vũng Tàu này quý anh chị à? về vòng xe con rồng đó đây là đường cao tốc nha đó, anh thấy mấy anh chị thấy mấy cái vòng 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 này không à, là cao tốc xuống đây nha đó, những cái hầm chui rồi các thứ nha đó, là cái miếng đất của mình là sát bên cái 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 cái, cái này đó, cái, cái, cái cái miếng đất mình nằm đây nha đó, tính ra là mình cách có tầm 300m thôi quý anh chị ha à? đó, là miếng đất mình nằm đây xanh xanh đây nha cái vòng xe bắt nằm đây nè sau là cao tấp xuống đây nè quý anh chị ha đó, rất là gần nha em quay lại là chi tiết cho quý anh chị xem ha đó, còn anh chị đi chạy, chạy đi tí chỗ này là tới vòng xe hòa long rồi vòng xe hòa long đây nè à, chợ hòa long đây nha hương lộ hai chợ hòa long đây còn cái miếng đất của mình ngay đây nè ngay cái chấm xanh này nè ngay cái tài cái tài em chỉ đây anh chị đi ra ngay cái muối muối cái đầu cầu tóc luôn rất chỉ là gần nha 300m thôi à anh chị đầu tư nào miếng này đóng chào cao tốc thì liên hệ cho em nha đường ô tô vô tới nơi luôn nha cầu tốc ngay đây quý anh chị ha đó, em dùm thực tế cho quý anh chị xem nè cái này thì nó, nó xa quá rồi mà anh chị không thấy nè đây cái vòng xoay của mình ngay đây nha cầu tốc nằm đây nha đó, đó, theo hướng này là đi đi lên thành phố vũng tàu biên hòa này còn hướng ngược lại đi về vũng tàu đây đó, mình là ngay cái phòng xã bắc này quý anh chị nha Đó, Đây là cao tốc đường dẫn cao tốc là lên đây nha Đó, miếng đất của mình nằm ngay đây luôn nè Đó. từ đây anh chị đi ra hòa long ra quốc lộ năm sáu này rồi ra cao tốc đây đường dẫn cao tốc đây quý anh chị ha đất giờ lớn nha cách có ba bốn trăm mét là tới rồi nè không anh chị nào mà thích miếng này thì liên hệ cho em nha đó, miếng à. này mà chia đôi ra thì cắt ra đây là cái sổ này thử đắc số là 148 tờ văn số 69 xã Hòa Long thành phố Hồ Rịa diện tích là 808,3 mét chuông sử dụng riêng có 160 mét đất ở còn lại cây lâu năm quý anh chị nha Đó, nè Đó, 160 mét đất ở là đây quý anh chị ha đường đây nè này.